Chúc mừng năm mới anh em. Nay là mùng 2 Tết rồi. Mùng 1 Tết là bắt đầu là chia sẻ cho anh em, rồi đi chúc Tết bên nội ngoại. Thì hôm nay mùng 2 Tết em cũng lên vài cây bình dân và một cây VIP cho anh em mình sưu tầm với một cái giá siêu rẻ luôn anh em nha. Anh em săn đón nha. Hôm qua em có lên 5 cây thì cũng khai lộc đầu năm. Em chia sẻ trong vòng tích tắc khoảng tầm 10-15 phút là anh em đã chúc hết. Đó, nhiều anh em hỏi còn không thì em xin thưa là em còn, nhưng mà những cái đợt sau thì mà em có chia sẻ thì nó quay về cái giá trị thật của nó. Chỉ có những clip mà mùng 1, mùng 2 như thế này nè thì em mới lên những clip mà giá đầu xuân lọc lá cho anh em và dành cho những em mà săn đón được những cây VIP mà giá rẻ rồi. Hôm nay em bút sẽ lên 5 cây cho anh em mình sưu tầm, mời anh em cùng săn đón nha. Cái đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây chuồng ớt. Chuồng ớt là một dòng cây VIP tầm trung anh em nha. Hoa rất là đẹp luôn. Dòng này thì nó không có thân thủ như cây Susan hay là cây tôm hồng sắc pháo đỏ tím. Nó roi như nè, nó ốm nhưng mà hoa rất là đẹp. Những cái thằng nào mà thân là nhỏ nè, khó trồng nè, thường là hoa rất đẹp. Còn những anh nào mà dễ trồng mà thân thủ thì hoa nó không thường không có phê bằng cái anh này. Thì cái cọng này em tách được 1 tháng rồi. Cọng chuồng ớt này nè là tầm 10 cm. Em tách được 1 tháng để cũng ổn định. Thì anh em muốn em gửi thì chắc phải qua mùng là anh em nha. Qua mùng em mới gửi cho anh em được. Cây đỏ chuồng ớt, một hoa rất là đẹp luôn. Chuồng thì nó có hai loại, cây chuồng thuận, chuồng 42. Chuồng có hai loại, chuồng nghịch và chuồng thuận. Thì cái chuồng ớt thì nằm trong cái dòng chuồng thuận. Hiện tại trong chuồng thì nó VIP nhất là vẫn là chuồng thuận Vũng Tàu, rồi tới chuồng ớt, tới chuồng thuận đây. Còn chuồng nghịch thì rẻ. Anh em nào muốn sưu tầm cái chuồng ớt này 10 cm, giá hiện tại những ngày thường là cộng cỡ này đã gần 300-400 rồi, nhưng mà hôm nay em muốn sẽ chia sẻ cho anh em với giá rẻ rẻ thôi, đó là 239. 239 cho một cái cọng chuồng ớt rất là rẻ luôn, 10 cm, zin chưa khai thác anh em coi này. Đó, zin chưa khai thác, bắt đầu là đầu rễ xanh nè. Đầu rễ xanh này nè, hãy giữ tâm luôn. 239 cho một cọng chuồng ớt. Tiếp theo em sẽ chia sẻ cho anh em đó là cái cọng VIP bay gót. Anh em muốn biết hoa như thế nào thì đây, nó đang nở luôn anh em. Cọng VIP bay gót nè, lưỡi tím đậm, chớp là chớp nâu, cánh là cánh vàng. Tông này rất là đẹp luôn. Tết mà anh em có màu vàng ngày chân, Tết thì năm sau làm hoa chân Tết thì nhích đắt luôn anh em. Đây là hoa VIP bay gót. Cái cọng này em Út sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 279 cho cộng 10 cm. 279 cho cộng 10 cm, cây khỏe. Cây khỏe 279 nha, rất là đẹp luôn anh em. Coi hoa nè, tông màu. Hiện tại bây giờ cái hàng VIP bay gót đang rất là hot anh em nha. Anh em hiện tại giờ đang rất là hot, người ta chuộng những cái dòng vàng. Mà ngoài dòng vàng đỏ xưa ra hoặc vàng đỏ lộn xộn ra thì cái dòng VIP bay gót này đang rất là chuộng luôn. Bởi vì cái dòng vàng đỏ họ bây giờ chơi tràn lan quá, mặt kho nào cũng giống mặt kho nào, nhưng cái này thì lạ nhất. Lưỡi rất là đẹp luôn, tím đậm luôn nè. Đó, 279 cho cọng VIP bay gót. Rồi, tiếp theo cọng thứ ba em muốn chia sẻ cho anh em đó là pin cánh tròn. Pin cánh tròn này thì nó tầm 9 cm. Để đây, đầu rễ xanh nó nhú rồi nè. Đó, đầu rễ xanh, zin hết. Những cái cọng mà hôm nay em chia sẻ cho anh em đều là zin hết nha. 9 cm. Rồi, siêu rẻ luôn nha, 179k cho cộng pin cánh tròn, 179k, quá rẻ luôn anh em ơi. Đầu năm mà ai mốt đưa lên những cái cọng chia sẻ như này thì nhức nách luôn. Rồi, cọng thứ tư không để anh em phải chờ lâu, đó là Burana Sapphire Sapphire. Cọng này là 10 cm. Rẻ đây. Quá trời luôn. Cọng tơ nha, 10 cm, Burana Sapphire Sapphire. Những cái cọng này là lúc mà em tách nó dính lạnh, nay mùng 2 mà trời vẫn còn lạnh anh em. Lạnh mà mưa nữa, nên là đinh đô mà mình quên phun thuốc nano đồng để chống sốc
là gặp mùa lạnh là bị rụng lá chân thôi. Nhưng mà không sao, ăn Tết xong trời ấm lại khoảng tầm mùa 5 trời ấm lại bắt đầu làm mầm nó sẽ đi. Như này nè, là anh em thấy không? Rồi cây Bulana Sapphire Sapphire, một vật kho rất là đẹp, hiện tại là đỉnh trong dòng chớp, ngoài là đỉnh trong dòng chớp. Đó, trong dòng Bulana là hai ông phải cỡ này bông. Em đã có một kho chính chủ đó, em có đưa lên cho anh em xem. Rồi cái cọng này thì Múc sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 1.490.000 nha, 1.490.000, rất là rẻ luôn, 1.490.000 cho anh em nào thích cọng Bulana Sapphire Sapphire zin luôn chưa khai thác đây. Đó, zin chưa khai thác còn đi rẻ rẻ ok luôn. Đó, 1.490.000 cho cái cọng Bulana Sapphire bông rất là đẹp. Rồi chậu cuối cùng trong buổi lăng ngày hôm nay đó là cái cây tom, hay còn gọi là hồng sắc pháo. À, tom còn hồng là hồng sắc pháo. Đây cọng này cũng tầm 10 cm, đang đi một cái mầm là anh em thấy đang nhú một cái mầm. Đang nhú một cái mầm. Rồi tom hay gọi là hồng sắc pháo không xa lạ gì với anh em, mà kho gọi là quốc dân trong dòng chớp. Nó với cây Susan đó, dòng quốc dân. Rồi cọng tom hồng sắc pháo này rẻ thôi, 179k cho anh em mình sưu tầm, 179k cho anh em mình sưu tầm ha. Rồi còn anh em nào thích cái chậu gíp bay gót đang ho kia thì cứ liên hệ em, nhắn tin, lúc đó em mới báo giá, còn em không báo giá trên like anh em nha. Những cái chậu này em chia sẻ em báo giá. Đây Lý Đỗ Văn gíp lũa của em chừng luôn, là một cái bàn làm việc của em đó. Rồi thì cũng năm mới nhân ngày mùng 2 Tết, em chúc trên cả nhà ta một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý anh em nha. Anh em thích tiêu thích cây nào nhắn tin hoặc gọi điện trên số em để phía dưới đó anh em. Rồi chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ.